Quang đây xin chào cô bác anh chị gần xa trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên vào cái video này thì Quang đang xin chúc cho cô bác anh chị gần xa trong và ngoài nước và gia đình thật nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay Quang đang làm cái video này thì cũng có đôi lời muốn gửi tới cô bác anh chị về tình hình của trạm. Ngày hôm qua thì máy ấm Quang Hồng Đen có được sở thú y của huyện Hóc Môn xuống tiêm ngừa cho toàn trạm, chi phí thuốc men rồi bồi dưỡng tất cả luôn là 14 triệu đó. Và chi phí đó chỉ được một người bạn của Hoa Hồng Đen là đóng góp là 2 triệu đó. Và chị Huệ 1 triệu với lại chị Du Hồng 500 ngàn là được 3 triệu 500 ngàn đó. Còn bao nhiêu là máy ấm xây sở không có mạnh thường quân hỗ trợ thì và hiện tại tình hình ở hiện tại thì máy ấm của Hồng Đen đang gặp khó khăn thì tất cả các anh chị cũng đã thấy rồi, theo từng cái video của Hồng Đen cứu hộ thì tất cả các anh chị cũng nhìn thấy được máy ấm của Hồng Đen đón nhận các bé rất là nhiều, từ những bé bị bỏ, từ những bé hoang không ai nuôi, từ những bé trong lò mổ rất là đông luôn. Và hiện tại là đang mùa mưa đó, các bé bệnh rất là nhiều và máy ấm đang rơi vào tình trạng là thiếu ăn, thiếu gạo và thiếu thuốc nữa. Nên là Hoa Hồng Đen hy vọng rằng vừa trên cái video này, lời kêu cứu của Hoa Hồng Đen sẽ được cô bác anh chị đón nhận, giúp đỡ cho Hoa Hồng Đen để có chi phí lo cho các bé. Mấy hôm nay thì máy ấm rơi vào hiện trạng khó khăn vì là sở thú y xuống thì mình phải chích dạy cho toàn thể trạm. Cái điều đó là mình không thể nào từ chối cũng như không thể nào trốn tránh được, vì mình là chủ trạm đó, yêu cầu mình chích cho các bé thì mình phải lo. Và cái chi phí này là Hoa Hồng Đen xin mạnh thường quân thì chỉ được có vài anh chị giúp thôi, và còn bao nhiêu là máy ấm phải xây sở, còn bao nhiêu thì máy ấm phải xây sở cho nó trọn vẹn cái buổi chích đó. Cho nên là Hoa Hồng Đen khẩn xin cô bác anh chị gần xa trong và ngoài nước hãy nhìn vào sự cố gắng của Hoa Hồng Đen cũng như là sự cố gắng của từng thành viên của trạm hiện tại, mà hãy giúp đỡ cho máy ấm có chi phí để mà lo trọn vẹn cho các bé. Thiệt sự mà nói, Hoa Hồng Đen ngồi ở đây bây giờ là trong lòng giống như lửa đốt vậy cả nhà, tại vì có rất là nhiều chi phí mà Hoa Hồng Đen phải trả. Giống như là ngày hôm nay nè, Hoa Hồng Đen phải mua thuốc là 5 triệu đó, và tất cả những cái gì mà Hoa Hồng Đen sinh hoạt hay là mua cho các bé, Hoa Hồng Đen đều đăng trên trang cá nhân Facebook của mình và Zalo và kênh YouTube. Thì nếu như mấy anh chị muốn theo dõi, mấy anh chị có thể hàng ngày có mấy anh chị có thể theo dõi Facebook và Zalo cũng như là YouTube của Hoa Hồng Đen, thì các anh chị sẽ thấy được là Hoa Hồng Đen thu chi như thế nào. Ngày hôm nay ngày 19 tháng 7 2023, Hoa Hồng Đen trả tiền thuốc tiền hạt cho các bé là 5 triệu và tiền gan phổi bò nấu cho các bé là 4 triệu đó. Hoa Hồng Đen có đăng hẳn hồi trên trang cá nhân của mình, các anh chị không tin thì các anh chị có thể lẳng lặng theo dõi, các anh chị đang hỗ trợ hoặc các anh chị chưa hỗ trợ và các anh chị sắp hỗ trợ có thể vào trang cá nhân của Hoa Hồng Đen mình theo dõi, là mình sẽ thấy cái cách làm việc của Hoa Hồng Đen như thế nào, Hoa Hồng Đen nhận tiền và Hoa Hồng Đen thu chi như thế nào. Thì tất cả các anh chị cứ vào theo dõi Hoa Hồng Đen, cái điều đó là Hoa Hồng Đen có khai báo. Mong rằng trên cái video này thì cái lời kêu gọi của Hoa Hồng Đen cũng như là người chủ trạm đang kêu gọi tới tất cả cô bác anh chị sẽ được sự đón nhận của tất cả các anh chị để cùng lo cho các bé được tốt hơn. Thật sự mà nói thì Hoa Hồng Đen á, không phải là mình muốn ôm cho thật nhiều, và cũng và hiện tại Hoa Hồng Đen cũng biết là kinh tế khó khăn và mạnh thường quân không phải là bắt buộc phải hỗ trợ cho Hoa Hồng Đen, mà là giống như là mình là chủ trạm, mình phải có trách nhiệm và mạnh thường quân chỉ hỗ trợ thôi, mạnh thường quân không có trách nhiệm. Nhưng mà ở đây Hoa Hồng Đen chỉ muốn là cái lời kêu gọi chân thành của mình chạm tới trái tim của cô bác anh chị gần xa. Mỗi người ít, giống như một bàn tay thì khó không có kêu, thì nhiều người gom góp lại cho các bé có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc, thì đó là cái điều mà Hoa Hồng Đen nghĩ là bản thân Hoa Hồng Đen và tất cả cô bác anh chị cũng mong muốn. Nên là Hoa Hồng Đen ngày hôm nay làm cái video clip này, Hoa Hồng Đen muốn gửi tới những lời
thật lòng mình tới cô bác anh chị. Nếu mà cô bác anh chị nào có duyên thì xin hãy mở rộng vòng tay cứu giúp các bé ở tại mái ấm của Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen vô cùng biết ơn tất cả các anh chị. Rồi thì bây giờ trời sắp cũng sắp chuyển mưa rồi. Hoa Hồng Đen chỉ có đôi lời gửi tới cô bác anh chị thôi. Mong rằng video này đưa lên thì Hoa Hồng Đen sẽ được nhận sự giúp đỡ của cô bác anh chị gần xa để có chi phí lo cho các bé trong thời gian này. Thì Hoa Hồng Đen cũng biết là hiện tại là có rất là nhiều trạm cứu hộ cũng cần giúp đỡ, và trong đó có mái ấm Hoa Hồng Đen. Chỉ xin là video này có duyên tới những cô bác anh chị nào để Hoa Hồng Đen đón nhận sự giúp đỡ sớm nhất để kịp thời cứu chữa và lo cho các bé nữa. Dạ, rồi Hoa Hồng Đen xin khép lại video này. Hoa Hồng Đen cảm ơn cô bác anh chị đã xem video của Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen xin chào và tạm biệt, và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video tiếp theo. Dạ, Hoa Hồng Đen cảm ơn rất là nhiều ạ.